Sau khi Minh Khê bị phê bình xong thì quay về phòng khách sạn. Cô vặn vòi nước, bỏ cặp sách vào bồn tắm rồi ra sức giặt vệt dầu loang trên cặp sách. Trong nháy mắt này, trong đầu Minh Khê nảy ra một ý nghĩ mãnh liệt. Nếu Phó Dương Hy ở đây thì tốt rồi. Phó Dương Hy kiêu ngạo ngang tàng, chỉ cần nhìn một cái đã thấy bừng sáng như ánh sáng mặt trời. Cô đột nhiên rất nhớ Phó Dương Hy. Cô muốn nhắn tin cho Phó Dương Hy, hỏi giờ cậu đang ở đâu. Cô muốn hỏi, vì sao đã 7 ngày cậu không xuất hiện. Mục đích của cô là tiếp cận cậu, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, từ đơn thuần là muốn hít vận may, đến biến thành muốn sưởi ấm. Hoặc có thể là, cô thích cậu. Chữ thích này dần dần hiện ra trong đầu. Trái tim Minh Khê bắt đầu loạn nhịp, máu dồn đến tứ chi. Trước kia cô cảm thấy mình thích Thẩm Lệ Nghiêu, nhưng cô không có nhớ mong, không có cảm giác muốn khóc khi được bảo vệ, càng không có cảm giác cực kỳ an tâm khi được dựa vào. Cô chưa từng mất ngủ, cũng chưa từng vì Thẩm Lệ Nghiêu không để ý tới mình mà căng thẳng sầu lo. Minh Khê nghĩ, nếu đối với Thẩm Lệ Nghiêu là thích, vậy thứ cảm giác càng thêm khát khao mong ước của hiện tại là gì? Hay là, lúc ấy đối với Thẩm Lệ Nghiêu chỉ là ngưỡng mộ? Cô click mở khung chat với Phó Dương Hy, gõ chữ trên WeChat, tôi rất nhớ cậu, rồi lại xóa. Cậu có khỏe không? Xóa. Giờ cậu đang ở đâu? Xóa. Tất cả tin nhắn còn chưa gõ xong đã bị cô xóa từng chữ một. Cô không biết nên nhắn gì. Minh Khê suy tư nửa ngày, tâm phiền ý loạn ném điện thoại sang một bên. Đúng lúc này cô nghe thấy tiếng thét chói tai ở phòng bên cạnh. Tiếng mắng chửi đầy tức giận của mấy bạn nữ truyền tới dồn dập, ai ném hành lý của tôi? Giày tôi cũng bị ném rồi, có phải Triệu Minh Khê không? Triệu Minh Khê còn về sau bọn mình mà. Minh Khê ngu người, cô hơi nghi ngờ Phó Dương Hy là người làm. Hành động trả thù kiêu ngạo như vậy, ngoài Phó Dương Hy ra còn có thể là ai? Cô đứng ngốc một lát, bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động. Minh Khê lập tức đi về phía cửa, có phải cậu ấy tới không? Minh Khê vui vẻ chạy ra mở cửa. Người đứng ngoài cửa lại là Thẩm Lệ Nghiêu. Minh Khê nhìn thấy là cậu ta, niềm mong đợi thầm kín trong lòng bỗng vụt tắt. Thẩm Lệ Nghiêu xách một cái bánh kem nhỏ nhỏ, cũng nhìn ra vẻ mặt cô thay đổi, hơi nhăn mày nói, chuyện hôm nay cậu đừng để trong lòng, mấy bạn nữ đó dù sao cũng bị thầy Khương mắng rồi. Cậu vẫn nên tập trung vào việc học, lần sau nếu còn xảy ra mấy chuyện như này thì cứ nói với tớ. Đi thôi, tớ dẫn cậu ra ngoài đón sinh nhật. Sắc mặt Minh Khê lạnh nhạt, vừa định từ chối thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc ở khúc ngoặt cầu thang. Tuy chỉ chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng trái tim Minh Khê nhảy dựng, gần như vô thức đuổi theo. Ra khỏi khách sạn là con đường rộng thênh thang, Minh Khê trơ mắt nhìn bóng dáng quen thuộc ở trước mặt. Cậu đã tới, nhưng tại sao lại lập tức quay đầu bỏ đi? Phó Dương Hy cảm thấy mình không nên xuất hiện, cậu vừa tới, lập tức nhìn thấy hai người kia ở cửa phòng khách sạn. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi đến, có khả năng sẽ nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu ở cùng một chỗ với Triệu Minh Khê, nhưng cậu phát hiện, khi cậu thật sự đối mặt với sự thật này, cậu vẫn cực kỳ chật vật. Có lẽ cậu không nên đến. Sắc trời rất tối, Minh Khê không đuổi kịp cậu, cô hô to một tiếng, Phó Dương Hy, tôi. Minh Khê không biết nên nói gì, mấy ngày không gặp đột nhiên trở nên xa lạ. Cô rất muốn hỏi cậu vì sao mấy ngày nay vẫn luôn trốn tránh mình. Rất nhiều cảm xúc trong lòng nhưng không biết nên nói gì, cuối cùng câu thốt ra là, Phó Dương Hy, dây giày của tôi tuột rồi. Không khí như tĩnh lại, ánh trăng đong đưa, bóng cây trên mặt đất cũng bị gió thổi lay động. Bước chân Phó Dương Hy bỗng ngừng lại, cậu quay đầu liếc mắt nhìn Minh Khê. Sau đó đi về phía cô, xung quanh rất yên tĩnh, tiếng giày đạp trên mặt đất như từng bước đạp vào lòng Minh Khê. Tại sao vậy, cô rõ ràng không cần cậu, nhưng chỉ cần cô gọi một tiếng, cậu vẫn sẽ quay lại. Cậu ngồi xổm xuống, buộc dây giày lỏng lẻo của Triệu Minh Khê. Cậu buộc rất chậm. Minh Khê rũ mắt, phá vỡ sự yên tĩnh, có phải cậu tới chúc mừng sinh nhật tôi không? Ừ. Phó Dương Hy dầu dĩ đáp lại. Cậu buộc dây giày cho Minh Khê xong rồi đứng dậy. Minh Khê ngước mắt nhìn cậu. Hôm nay Phó Dương Hy hơi khác so với ngày thường, không biết có phải vì thay đổi màu tóc hay không mà mặt mày cậu nặng nề tâm sự, vẻ kiêu ngạo trên mặt cũng biến mất, chỉ còn lại sự nhượng bộ và bất đắc dĩ không thôi. Cậu nhìn về phía sau Minh Khê. Minh Khê vô thức quay đầu lại, nhìn theo ánh mắt cậu. Nhìn thấy Minh Khê quay đầu lại, cả người cậu cứng đờ, giọng khàn khàn, chờ người khác tổ chức sinh nhật cho cậu xong, thời gian còn lại tôi sẽ ở cùng cậu, cho dù muộn thế nào thì lát nữa hay cứ gọi điện cho tôi nhé, được không? Tôi chờ cậu. Vì Triệu Minh Khê, cậu có thể lui về vị trí hèn mọn nhất. Thẩm Lệ Nghiêu từ khách sạn đang vội vàng đuổi theo. Triệu Minh Khê, cậu không thể đi. Những lời nói với dì Đồng hôm đó đều là nghiêm túc. Phó Dương Hy cố hết sức kiềm chế thù địch và ghen ghét đang dâng trào trong mắt mình, xoay người định bỏ đi. Cậu không thể tiếp tục nhìn thêm nữa, nếu không cậu không thể bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì. Nhưng Minh Khê lập tức nắm cổ tay cậu. Chờ một chút. Minh Khê sợ cậu chạy mất, cô không chắc Phó Dương Hy có thích mình không, hay chỉ coi cô như đàn em. Cả người Phó Dương Hy cứng đờ, trong lòng thầm nói, chẳng lẽ cô còn muốn cậu ở lại xem Thẩm Lệ Nghiêu thổ lộ với cô sao?